Xin chào tất cả các bạn. Trên mình đang là hai chiếc iPad Gen 7 và những chiếc iPad nó vẫn có sử dụng nút Home, đó, nút Home truyền thống. Tuy nhiên thì khi có nút Home truyền thống này, chúng ta sẽ mặc định là chúng ta cần phải bấm như thế này, đó, phải bấm để sử dụng. Tuy nhiên thì khi iPad nó đã được tích hợp cái Pad OS, iPad OS ấy, thì nó đã được tích hợp những cái thao tác cử chỉ vuốt rất là hay rồi. Các bạn có thể sử dụng cái iPad này mà không cần phải dùng đến cái nút Home bấm nữa, đó, không cần phải thao tác bấm ở trên nút Home nữa mà hoàn toàn bằng cử chỉ trên màn hình luôn. Ví dụ ở đây mình sẽ thực hiện cho bạn xem. Khi các bạn đang ở ngoài màn hình như này, các bạn muốn mở những ứng dụng chạy ngầm, các bạn chỉ cần vuốt ngón tay từ dưới lên, đẩy lên như thế này, đó, thì nó sẽ ra những ứng dụng chạy ngầm tương tự như trên những cái dòng iPhone đời cao cấp hay là những cái điện thoại mà tai thọ ấy. Đó, thì các bạn không cần phải thực hiện thao tác là bấm nút Home nữa, hoặc vẫn là thao tác cũ của dòng iPad, các bạn chỉ cần đẩy bốn ngón tay lên là nó sẽ ra, đó, đẩy và giữ nhá. Đẩy và giữ một chút thì nó sẽ ra như thế này, đó, trụm vào, vuốt trụm vào như vậy nó cũng ra, vuốt trụm lòng ngón tay vào nó cũng ra, là những cái ứng dụng chạy ngầm. Ok, ví dụ bây giờ mình sẽ ở trong một cái mục ứng dụng như thế này. Trước đây các bạn muốn thoát ra ngoài, các bạn bấm nút Home, đó, bây giờ các bạn thoát ra ngoài rất dễ, các bạn có thể vuốt từ dưới lên, đó, từ dưới đáy màn hình lên bất kể góc nào. Đấy, các bạn vuốt ở bất kể góc nào thì từ dưới đáy màn hình lên đều nó thoát ra ứng dụng, đó, rất là tiện. Rồi, tương tự bên này cũng vậy, các bạn thoát ở bất kỳ góc nào cũng đều vuốt ra được, rất tiện. Đó, ok, đấy là cái thao tác mà vuốt ứng dụng, đó, vuốt để thoát ứng dụng. Tiếp đến, các bạn muốn back ứng dụng thì ở đây chúng ta sẽ có, ví dụ đang duyệt web ấy, đang duyệt web hay đang dùng Safari chẳng hạn. Đấy, các bạn muốn về trang trước, các bạn chỉ cần vuốt cạnh phải như này, vuốt cạnh trái, vuốt cạnh phải là có thể thoát được và chuyển ứng dụng trước về sau. Đó, bên cạnh đó thì cái thao tác vuốt cạnh trái cạnh phải này để next và back. Đấy, ví dụ đang trong cài đặt này mà các bạn ở sâu ở những cái phần sâu này, thường thì iPhone nó sẽ dễ hơn vì cái iPad này nó hiển thị hai màn hình hai bên rồi nên các bạn không cần phải vuốt như thế vẫn được. Đó, mà các bạn vuốt về cái phần trước ấy, back phần trước, các bạn chỉ cần vuốt sang trái sang phải này sẽ back và next. Đó, ok. Tiếp đến thì ví dụ các bạn đang mở hai ứng dụng như thế này. Ví dụ mình đang mở ứng dụng mà Safari và cài đặt nhé, cài đặt này. Đó, và Safari này. Chẳng hạn thế, thì mình sẽ vuốt cạnh bên dưới này, dưới cùng mình vuốt sang trái sang phải thì nó sẽ chuyển ứng dụng. Đó. Chuyển tiếp ứng dụng. Đấy, vuốt này để chuyển tiếp ứng dụng. Đấy, những ứng dụng mà đang chạy thì các bạn chỉ cần vuốt dưới cạnh màn hình bên dưới như thế này. Đó, rất là tiện. Và hay. Như vậy các bạn chỉ cần vuốt để chuyển theo ứng dụng bên cạnh nhá. Rất là tiện. Đó, ok. Thì đấy là cái một số những cái thao tác. Tiếp đến thì đang ở trong cái ứng dụng như thế này, các bạn ngoài cái việc các bạn đẩy từ dưới lên để thoát ra, các bạn có thể trụ ngón tay, đấy, nó cũng sẽ thoát như thế này, và các bạn lựa chọn ứng dụng, đó, đẩy lên, rất là nhiều thao tác. Rồi, tuy nhiên có một cái thao tác mà các bạn không thể thực hiện bằng các thao tác cử chỉ vuốt được, đó là các thao tác khóa màn hình. Đó, thao tác khóa màn hình thì các bạn không thể thực hiện cử chỉ vuốt được mà các bạn cần phải cài đặt cho mình, đó, trong cái Accent TV Touch này, đấy, các bạn chuyển cái khóa màn hình ra đây, rất là tiện thôi. Như vậy các bạn chỉ cần bấm nút này, bấm khóa màn hình như vậy là xong. Thế là các bạn hoàn toàn thao tác sử dụng iPad này mà không cần phải bấm bất kỳ một phím cứng nào. Vừa cảm giác nó chuyên nghiệp hơn, thứ hai vừa bảo vệ được tất cả các nút bấm. Đó. Khi để đánh thức màn hình thì rất dễ rồi, các bạn chỉ việc đây, nhấc nó lên thôi. Nhấc nó lên để nó chạy thôi. Ở đây thì mình chưa cài đặt cái chế độ là nhấc lên để sáng. Đấy, các bạn cần phải cài đặt cái chế độ nhấc lên để sáng như thế nữa. Đó, thì mới được nhá. Hoặc là nếu bạn nào sử dụng bao da thì tiện hơn rất là nhiều, các bạn chỉ cần đóng mở vào là xong. Đó. Ở đây tắt đi, rất dễ. Ok, thì trên đây là một số những cái thao tác cử chỉ sử dụng nhanh cái iPad. Nhưng mà cái iPad mà nó không hỗ trợ những cái thanh vuốt ở bên dưới hay không hỗ trợ thanh không có tai thọ thì đấy là cái cử chỉ thao tác vuốt ở trên iPad nhá. Ok, trong playlist mình thì cũng rất là nhiều mẹo để sử dụng iPad rồi, iPhone, iPad, những cái thiết bị khác, các bạn có thể vào trong tham khảo. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.